Hello, bây giờ mình đang có mặt ở khách sạn Minh Toàn sau công cuộc hội nghị của Novartis. Thì có cái điều thú vị ngày hôm nay là đi báo cáo với bác sĩ Hứa Anh Đức. Thì các bạn có thể nhìn cái này là thấy có một cánh tay thòi khòi ra là bác sĩ Hứa Anh Đức. Bác sĩ Hứa Anh Đức thì là công tác tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là một trong những bác sĩ trẻ mà rất là giỏi của khoa. Thì bác sĩ Đức thì đã tốt nghiệp Học viện MV Pansad, là một cái học viện hàng đầu về nhãn khoa. Thì hôm nay là có dịp và trao đổi với bác sĩ Hứa Anh Đức về cái chủ đề mà vừa rồi tôi cũng đang làm thành cái series, đó là bệnh lý bong võng mạc. Thì trước mắt là mình say hello với bác sĩ Đức. Vâng, xin kính chào. Ok, bây giờ mình vào phần giới thiệu nha. Trong phẫu thuật nhãn khoa, đặc biệt là phẫu thuật bong võng mạc, thì có một cái mình tạm gọi là phẫu thuật hay thủ thuật cũng được, thì làm nó khá là đơn giản, đó là dán võng mạc bằng khí pneumatic retinopexy. Thực ra trên lâm sàng thì cái này làm không có nhiều, nhưng mà những bệnh nhân mà có chỉ định làm này thì kết quả thì cũng khá là tốt. Thì không biết là theo quan điểm bác sĩ Hứa Anh Đức thì những trường hợp nào thì mình có chỉ định làm về pneumatic retinopexy, và theo như bác sĩ Đức thì cái kết quả của nó như thế nào? Thực sự về pneumatic retinopexy thì thực sự mình không có quá gì cái kinh nghiệm về chuyện này. Tuy nhiên qua mình tìm hiểu trên sách vở và nghiên cứu thì tôi thấy là những trường hợp mà bong võng mạc và bong khu trú rất nhỏ và nó ở khoảng 8-9 giờ ở phía trên thì thường và ít tăng sinh, thì chắc là chúng ta có thể điều trị được bằng cái này. Trên lâm sàng thì thường, ví dụ như trong 100 ca mà cần mổ bong võng mạc thì bác sĩ Đức thì thấy thường khoảng có bao nhiêu ca mình có chỉ định của pneumatic retinopexy? Tôi nghĩ là nó tầm khoảng không có nhiều, khoảng tầm 3-4 ca là thường. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta mổ bằng cách gì không quan trọng, quan trọng là cách nào mà chúng ta cảm thấy an toàn nhất cho bệnh nhân thì chúng ta xài, làm sao hiệu quả nó tốt rồi. Đúng. Theo tôi nghĩ nó cũng phụ thuộc vào tùy phẫu thuật viên đó. Phẫu thuật viên đó nó có, họ có quen với cái phẫu thuật đó hay không, họ có làm nhiều và có kinh nghiệm phẫu thuật đó hay không. Cái chuyện này nó hơi khác với sách vở. Sách vở mình đọc thì là mình thấy là cái này có chỉ định này, có chỉ định kia, nhưng rõ ràng phụ thuộc vào bác sĩ ông có làm quen với đó hay không. Nhiều khi phẫu thuật rất hay nhưng mà ông không quen thì cũng rất là khó làm. Thế còn về điều trị chủ yếu của bong võng mạc bây giờ thì mình có ấn độn này, mình có vitrectomy này. Thì theo bác sĩ Đức thì mình, bệnh nhân nào thì mình lựa ấn độ, còn bệnh nhân nào thì mình lựa vitrectomy? Vào thời điểm hiện tại cho tới hôm nay thì sự phát triển của các máy vitrectomy là rất là dữ dội. Thì rất là nhiều bác sĩ võng mạc người ta chuyển qua, chủ yếu người ta điều trị bằng vitrectomy, và có một số bác sĩ thì người ta không còn xài ấn độn võng mạc nữa. Thì một cái câu hỏi đặt ra, rất nhiều người đặt ra và được đưa ra trong rất nhiều hội nghị là hiện tại thì cái điều trị bong võng mạc bằng cái ấn độ nó còn vai trò gì không, hay là thôi chúng ta điều trị hết bằng cái vitrectomy cho nó khỏe. Thì mỗi cái thì tôi nghĩ là nó đều có ưu nhược điểm riêng, và ấn độ võng mạc nó cũng có vai trò rất là quan trọng. Ta không thể nào mà chúng ta bỏ hoàn toàn cái ấn độ võng mạc được. Nếu ai mà đã từng mổ bong võng mạc trên một bệnh nhân nhi mà bong khu trú mà nó đơn giản thì người ta sẽ thấy là cái chuyện ấn độ nó đơn giản hơn rất là nhiều so với chuyện vitrect. Vitrect mổ thì nó đỡ khỏe, nó đỡ cực nhưng mà cho bác sĩ, nhưng mà nếu mà có vấn đề gì thì nó, đặc biệt là những bệnh nhân trẻ nó tăng sinh đó thì ta không có lường trước hết các biến chứng nữa. Theo một số cái tài liệu tôi có đọc thì người ta nói phẫu thuật ấn độ là một nghệ thuật bị bỏ quên. Khi mà nói về nghệ thuật, nó đòi hỏi về kỹ năng rất là nhiều. Phẫu thuật về mặt ấn độ thực sự ra nếu mà học kỹ thì mất thời gian nhiều hơn so với vitrectomy, thực sự như vậy. Và tuy nhiên khi mà mình đã hoàn chỉnh kỹ thuật phẫu thuật ấn độ thì đấy là một kỹ thuật rất là lợi hại, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân còn trẻ mà chúng ta vẫn thủy tinh thể họ còn tốt, thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái chỉ định khá là phù hợp đối với ấn độ. Ngoài ra chúng ta còn phải sử dụng phẫu thuật ấn độ khi mà chúng ta còn phẫu thuật kết hợp nữa. chúng ta cũng phải làm cái đó, chúng ta cũng không có tránh được. Và theo tôi thì phẫu thuật Ấn Độ nó còn có một cái lợi thế, tức là khi anh muốn làm phẫu thuật Ấn Độ thì bắt buộc phải soi đáy mắt hình đảo tốt, kỹ năng nó phải làm tốt, thì đó là một cái yêu cầu bắt buộc của bác sĩ chuyên về thị kính võng mạc. Thì theo như bác sĩ Đức thì trong khi mình khám lâm sàng chẳng hạn, mình học về võng mạc thì những cái kỹ năng nào mà theo bác sĩ Đức là bắt buộc mình phải thuần thục để mình có thể theo đuổi được cái chuyên ngành về kính võng mạc? Tôi nghĩ là cái đầu tiên là phải học về soi đáy mắt. Soi đáy mắt thì có nhiều phương pháp soi đáy mắt. Thì trong hầu hết những cuốn sách về mong võng mạc nó chỉ cái phương pháp soi đáy mắt rất là tốt. Bạn có thể soi bằng kính VON 90. Kính VON 90 chúng ta hay xài, nhưng thực ra kính VON 90 nó không cho ta thấy được những cái võng mạc chu biên, ta không thấy hết được. Thì có một cái cách mà để mà chúng ta quan sát được toàn bộ cái võng mạc, đó là soi với cái indirect, tức là cái Shepen với kính 20 hoặc 28 và có ấn cũng mạc thì nó rất là tốt. Một số bác sĩ khác thì người ta không xài Shepen mà người ta xài cái kính Carbon Aspheric của cái kính laser quang đông võng mạc đó. Nhưng mà Carbon Aspheric thì cũng cho ta quan sát được võng mạc chu biên, nhưng mà cái vùng Ora Serrata ta không đánh giá được. Nếu mà làm phương pháp đó thì chắc là phải soi thêm bằng kính 3 gương thì mới thấy hết được cái Ora. Như vậy là ngoài cái kỹ năng khám bằng đèn vô thì bắt buộc đối với bác sĩ thị kính võng mạc là phải khám được bằng Shepen và sử dụng các cái thấu kính liên quan. Và nếu mà tốt hơn thì chúng ta vẫn cứ mua một kính điều trị laser quang đông để chúng ta có thể khám bệnh viên trong trường hợp chúng ta phải khám nhanh chẳng hạn, đúng không ạ? Như vậy là chúng tôi đã trao đổi rất là nhanh về một số vấn đề về phẫu thuật mong võng mạc. Thì ở đây thì các bạn đã đến đón chúng tôi đi ăn trưa, đúng là ăn trưa xong rồi bây giờ chắc đi uống cà phê. Thì chắc là sẽ sớm gặp lại các bạn trong một video clip kế tiếp. Hẹn gặp lại tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Ok, bye bye.